Nido sẽ hướng dẫn cho bạn một kiểu thắt dây dày cực kỳ dễ làm. Bata Style số 2, thắt nơ không thể ngó lơ. Hướng dẫn, rùa. Đừng lo chiếc nơ làm bạn trông ẻo lả yếu đuối. Với kiểu thắt này, trông đôi giày Bata của bạn vẫn mạnh mẽ, khỏe khoắn. Đầu tiên, bạn xỏ dây ngang qua hai lỗ thứ ba từ mũi giày đếm lên. Xỏ hai đầu dây còn lại cho bằng nhau. Xỏ một đầu lên lỗ bên trên, rồi luồn xuống dưới đoạn dây nằm ngang. Xỏ qua lỗ phía dưới ở bên kia. Và xỏ đầu dây còn lại tương tự. Tiếp tục xỏ đầu dây qua lỗ phía dưới. Luồn qua đoạn dây nằm ngang. Xỏ qua lỗ phía trên kế tiếp ở bên kia. Ta xỏ đầu dây còn lại tương tự. Xỏ dây dày qua các lỗ còn lại bằng các cuộn quanh. Cuối cùng ta thắt dây dày lại nào. Wow, mọi người sẽ rất bất ngờ trước kiểu thắt dây dày độc đáo của bạn cho coi. Đón xem lần sau, Nido sẽ hướng dẫn các bạn thắt kiểu dây dày mới nào nha. À, phải rồi, mình có thể đọc bằng ánh sáng đom đóm. Làm sao mình có thể soi hết trang sách? Phải nghĩ cách giúp cho cậu bé mới được. Các bạn ơi, mau lại đây nè. Thế là cả đàn đom đóm bay ù lại, phát sáng lung linh cả khu vườn. Tuyệt quá, nếu mình gom đom đóm vào...